ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Hoa Kỳ. 20 dân biểu yêu cầu Tổng thống Trump áp lực Hà Nội về nhân quyền. 20 dân biểu Hoa Kỳ hôm 8 tháng 11 công bố một bức thư yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thúc ép chính quyền Việt Nam cải thiện và tôn trọng nhân quyền. Bức thư ký vào ngày 7 tháng 11 do dân biểu Chris Smith thuộc Đảng Cộng Hòa đại diện tiểu bang New Jersey khởi thảo nói, việc tiếp tục mối quan hệ kinh tế và hợp tác chiến lược giữa Hoa Kỳ với Việt Nam sẽ phụ thuộc vào sự tiến bộ thực chất và mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền. Các dân biểu Hoa Kỳ cho rằng một chính phủ phớt lờ các cam kết quốc tế về nhân quyền thì không thể nào là một đối tác đáng tin cậy cho các vấn đề như Biển Đông hay là thương mại. Bức thư nhấn mạnh vai trò của tự do phát biểu trên mạng Internet, tự do tôn giáo và yêu cầu Tổng thống Trump hối thúc Hà Nội trả tự do cho các tù nhân chính trị như là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng. Ngoài ra, bức thư còn yêu cầu nhà lãnh đạo Hoa Kỳ lưu ý việc chính quyền Đà Nẵng, nơi tổ chức Hội nghị Hợp tác Phát triển Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, mà ông Trump tham dự, đã cưỡng chế và tịch thu đất đai của các giáo dân Cồn Dầu vào năm 2010. Nhưng nay, các giáo dân này đã trở thành công dân Hoa Kỳ, thưa quý vị. Ba hải đội hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ tập trận tại Thái Bình Dương. Ba hải đội hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ hiện đang trên đường đến điểm hẹn tại một vùng biển ở Thái Bình Dương để tiến hành cuộc tập trận hỗn hợp hiếm có, chưa từng thấy từ một thập niên nay. Chiếc USS Ronald Reagan có căn cứ nhà ở Nhật, chiếc USS Theodore Roosevelt đặt căn cứ ở San Diego và chiếc USS Nimitz từ căn cứ hải quân Kitsap ở Bremerton, tiểu bang Washington, sẽ cùng nhau tập trận tại khu vực Tây Thái Bình Dương từ hôm thứ Bảy đến thứ Ba tuần tới. Các chiến hạm trực thuộc ba hải đội này sẽ tiến hành các hoạt động phối hợp trong hải phận quốc tế để chứng tỏ khả năng của Hải quân Hoa Kỳ trong nỗ lực tấn công chung của các đại đơn vị. Ba hải đội này dự trù sẽ gặp nhau tại vùng biển Nhật, bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc tập trận, các chiến hạm sẽ cùng tiến hành thực tập phòng không, dò thám trên biển, tiếp tế trên biển, không chiến trên biển, hải hành theo hàng đội sát nhau, cùng là các cuộc huấn luyện khác, thưa quý vị. Bắc Kinh tiếp đón trọng thể Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania. Chính quyền Trung Quốc tiếp đón trọng thể nhưng không kém phần thân mật Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania. Đích thân Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đưa đi viếng thăm đền đài xưa từ nhiều trăm năm nay ở Tử Cấm Thành, gọi là Forbidden City, xem vở hát của trẻ nhỏ và cùng nhau có buổi uống trà. Chuyến viếng thăm kéo dài 2 ngày của ông Trump ở Trung Quốc diễn ra với các nghi lễ ngoại giao trọng thể hôm thứ Tư. Nhưng các vấn đề nhức nhối giữa hai quốc gia đang chờ đợi cả hai nhà lãnh đạo trong các cuộc họp riêng sắp tới, kể cả việc Hoa Kỳ muốn Trung Quốc tạo thêm áp lực lên Bắc Hàn để chấm dứt chương trình vũ khí nguyên tử. Trước khi tới Bắc Kinh, ông Trump có lời lẽ cứng rắn nhằm gián tiếp vào Bắc Kinh qua bài diễn văn đọc trước Quốc hội Nam Hàn để kêu gọi các quốc gia trên thế giới phải đối đầu với Bắc Hàn, thưa quý vị. Nạn nhân chất độc da cam Hoa Kỳ vận động được nhìn nhận. Một số con cái của chiến binh Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam đã bị dị tật bẩm sinh, đang phải vật lộn để sinh tồn vì không được chính phủ nhìn nhận là họ đang kết nối thành một cộng đồng để tương trợ lẫn nhau, cũng như để vận động sự công nhận chính thức của xã hội. Hiện ở Hoa Kỳ có một nhóm gọi là Liên minh vì sức khỏe của con cái các cựu chiến binh tham chiến ở Việt Nam, gọi tắt là COVVHA, kết nối hơn 4.000 thành viên, được cho là bị ảnh hưởng của chất độc da cam trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. Hai thành viên chủ chốt của hội là các cô Heather Bowser, người sáng lập, và Brandy Lynn Warrow đã có mặt ở thủ đô Washington vào cuối tháng 10 để dự một buổi ra mắt sách về chất da cam. Cả hai cô đều có cha là cựu tham chiến ở Việt Nam và được sinh ra ở Hoa Kỳ khi cha các cô đã giải ngũ về nước. Cô Bowser sinh ra và hiện sống ở tiểu bang Ohio, còn cô Warrow sinh ở tiểu bang Pennsylvania, có mẹ là người Việt Nam và hiện đang sinh sống ở Canada. Hai cô cho biết lúc đầu thì bố mẹ và bản thân và cả các bác sĩ đều không ai biết những dị tật và các chứng bệnh của các cô là từ đâu mà ra. Vào những năm 70-80 của thế kỷ trước, không ai, kể cả những người lính Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam, biết gì về tác động đối với con người của chất độc da cam mà quân đội Mỹ dùng để khai quang các khu rừng ở Việt Nam, vốn là nơi trú ẩn của bộ đội.
Heather Bowser sinh ra chỉ có nửa chiếc chân phải, chân trái mất ngón cái, còn các bàn tay thì mất hầu hết các ngón. Trước cô, mẹ cô đã sảy thai 2 lần và sau thì cô sảy thai thêm 1 lần nữa. Cha cô bị mắc chứng trầm cảm, hoang tưởng, tiểu đường, bệnh tim mạch và qua đời năm 50 tuổi sau một cơn đột quỵ. Brandy Lynn Warrow bị mắc chứng động kinh khi cô mới khoảng 2 hay 3 tuổi. Đến năm 31 tuổi, cô được chẩn đoán là mắc ung thư vú khi đang học cao học về viết văn sáng tạo tại Vancouver, Canada. Một chứng bệnh rất hiếm gặp ở độ tuổi của cô mà trong gia đình cô chưa từng có ai bị. Cô đã chống chọi được cho đến bây giờ. Cũng giống như mẹ của Bowser, mẹ của cô cũng bị sảy thai đến 3 lần và một lần khác thai nhi đã bị chết lưu, thưa quý vị. Mỹ thiếu 60% nhân viên ngành ngoại giao chuyên nghiệp. Hoa Kỳ mất 60% nhân viên ngành ngoại giao kể từ tháng Giêng, trích lời trưởng nghiệp đoàn lao động đại diện cho ngành này. Bà Barbara Stephenson là trưởng Hiệp hội Dịch vụ Ngoại giao Hoa Kỳ, gọi tắt là APSA, nói cấp lãnh đạo của ngành đang thiếu hụt ở mức chóng mặt trong lá thư viết về vấn đề của ngành ngoại giao đăng trên tạp sàn Foreign Service Journal. Bà Stephenson nói lên lời kêu ca thống thiết của các nhà cựu ngoại giao báo động về mối đe dọa ngày một gia tăng đối với Bộ Ngoại giao. Họ than phiền rằng sự ra đi ồ ạt của các nhân sự cấp cao làm mất đi hàng thập niên kinh nghiệm của định chế này và rằng việc ngưng mướn thêm nhân viên cấp thấp hơn sẽ làm yếu đi tương lai của ngành này, thưa quý vị. Công ty Walt Disney Company bỏ lệnh trừng phạt, tờ LA Times. Công ty Walt Disney Company hôm thứ Ba cho biết bỏ lệnh cấm không cho các nhà phê bình phim ảnh của tờ báo Los Angeles Times tham dự các buổi chiếu trước cho giới truyền thông, sau khi có phản ứng tẩy chay từ một số cơ quan truyền thông khác. Trong bản thông cáo đưa ra hôm thứ Ba, công ty Disney nói rằng họ bỏ lệnh cấm sau khi có các cuộc thảo luận tích cực với thành phần lãnh đạo mới của tờ báo. Công ty Disney ra lệnh cấm tờ Los Angeles Times sau một loạt bài báo điều tra về cách làm ăn của công ty tại thành phố Anaheim, California, nơi có công viên Disneyland. Hành động của Disney khiến một số cơ quan truyền thông không viết bài giới thiệu về các cuốn phim mới của công ty này. Trong số đó gồm có cả tờ The New York Times, tờ Boston Globe và tờ AV Club, 4 nhóm phê bình phim ảnh nổi tiếng hôm thứ Ba loan báo sẽ không đề cử giải thưởng cho các phim của Disney vì công ty này trừng phạt nhà báo, thay vì công khai bày tỏ sự không đồng ý với bài phóng sự về cách làm ăn của họ và tiếp tục cuộc thảo luận trước công chúng. Disney trước đó cho hay các bài báo của tờ LA Times hồi tháng 9 liên quan đến công việc làm ăn của họ với thành phố Anaheim là thiên kiến, không chính xác và có mục tiêu chính trị, thưa quý vị. Hoa Kỳ thắt chặt điều kiện du lịch Cuba. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2017, Hoa Kỳ đã ban hành một loạt hạn chế mới về du lịch sang Cuba có hiệu lực ngay từ ngày 9 tháng 11. Tổng thống Donald Trump như vậy là đã giữ lời hứa xét lại việc cải thiện quan hệ giữa Washington và La Habana dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Obama. Các biện pháp mới của chính quyền Trump chủ yếu nhắm vào quân đội và các cơ quan tình báo Cuba và được coi là lời cảnh báo đầu tiên của Tòa Bạch Ốc đối với La Habana. Bạn là người Mỹ và bạn muốn đi du lịch Cuba, điều này vẫn có thể, nhưng bạn chỉ được đi dưới hình thức du lịch theo tour thông qua một cơ quan của Hoa Kỳ, và bạn sẽ được một thành viên người Mỹ của cơ quan này đi kèm. Ngoài ra, bạn sẽ không được lưu trú ở bất kỳ nơi nào hoặc dùng bất kỳ thứ gì. Vài chục địa chỉ và doanh nghiệp sẽ bị cấm vì bị cáo buộc có quan hệ với quân đội Cuba. Từ tháng 6 và từ khi Tổng thống Donald Trump chính thức thông báo về một chính sách hạn chế hơn đối với Cuba, người ta biết rằng Washington sẽ xem xét lại một số biện pháp cởi mở do ông Barack Obama khởi xướng. Vào mùa hè này, các vụ tấn công thính giác bí hiểm lại càng không giúp cải thiện tình hình. Sức khỏe của 24 nhà ngoại giao Hoa Kỳ bị ảnh hưởng và sự kiện này cũng dẫn đến việc Washington quyết định trục xuất một phần nhân viên sứ quán Cuba tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các biện pháp được công bố hôm 8 tháng 11 không dẫn đến tình trạng như trước khi hai nước nối lại quan hệ ngoại giao, thưa quý vị. Khu học khu của Westminster sa thải giám đốc sau 4 tháng. Sau khi nhậm chức giám đốc học khu được 4 tháng, bà Cindy Peck mới đây đã bị học khu Westminster sa thải. Hội đồng học khu đã bỏ phiếu để thay thế bà Peck bằng 2 lãnh đạo tạm thời. Theo hợp đồng giữa bà Peck và học khu, bà sẽ tiếp tục nhận số lương 220.000 Mỹ Kim và bảo hiểm y tế trong một năm. Vào ngày 1 tháng 11, 5 thành viên của hội đồng đã bỏ phiếu 3/2 để sa thải bà Peck mà không có lý do, đồng thời bổ nhiệm bà Sherry
Lowenstein và ông Gary Rutherford làm giám đốc học khu tạm thời. Bà Lowenstein đã làm việc từ tháng 11 đến tháng Giêng, sau đó ông Rutherford sẽ tiếp nhận công việc từ tháng 2 và ở lại vị trí này cho đến khi giám đốc mới được bổ nhiệm. Học khu Westminster không cho biết lý do việc sa thải bà Peck. Đây không phải là lần đầu tiên một giám đốc bị sa thải bất ngờ tại học khu nhỏ này. Vào năm 2013, giám đốc Richard Tower đã bị đình chỉ công việc vô thời hạn và ông Tower đã từ chức vào tháng Giêng sau đó. Vào tháng 7 năm nay, Hội đồng học khu đã bỏ phiếu để bổ nhiệm bà Peck làm giám đốc, lãnh đạo các lớp từ mẫu giáo đến lớp 8 tại học khu Westminster. Bà Peck đã làm phụ tá giám đốc tại đây từ năm 2015. Bà cũng từng được vinh danh là nhân viên quản lý của năm học khu Westminster trong năm 2017, trước khi trở thành giám đốc học khu, thưa quý vị. Cuộc bầu cử ở Virginia, phụ nữ chuyển giới tính đã tạo nên lịch sử của Hoa Kỳ. Một phụ nữ chuyển giới tính vừa mới giành được ghế của một nhà lập pháp bảo thủ nhất về mặt xã hội ở tiểu bang Virginia. Điều này có nghĩa là bà sẽ trở thành người chuyển giới công khai đầu tiên đắc cử vào một cơ quan lập pháp tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ. Bà Danica Rowan, 32 tuổi, thuộc đảng Dân Chủ, đã đánh bại dân biểu đương nhiệm Bob Marshall, 73 tuổi, thuộc đảng Cộng Hòa, ở địa hạt miền Bắc Virginia gần Washington, D.C. Bà Rowan là một cựu phóng viên, bắt đầu phương pháp trị liệu để chuyển đổi giới tính khi bà ở tuổi 28. Về đối thủ của bà, ông Marshall phục vụ tại Hạ viện tiểu bang từ năm 1992, tức là 25 năm, 1/4 thế kỷ. Trong suốt thời gian đó, ông thường gây tranh luận ồn ào gay gắt tại Virginia. Ông đã không thành công trong cuộc vận động cho một dự luật nhằm hạn chế số lượng phòng vệ sinh mà những người chuyển đổi giới tính có thể dùng. Ông cũng bảo trợ một dự luật cấm người đồng tính phục vụ công khai trong lực lượng vệ binh quốc gia tiểu bang Virginia. Người chuyển giới tính này đã chú trọng vào các vấn đề thiết thực như là tạo việc làm, trường học có phẩm chất tốt và giải quyết nạn kẹt xe ở miền Bắc Virginia, thưa quý vị. Face ID sẽ ngừng hoạt động khi pin dưới 10%. Khoảng đầu tháng 11 năm 2017, Apple đã công bố một tài liệu về Face ID, trong đó tiết lộ rằng tính năng sẽ ngừng hoạt động khi pin xuống dưới mức 10%. Điều này có nghĩa là nếu iPhone X đã chuyển qua chế độ tiết kiệm pin, cách duy nhất để mở khóa là nhập mật mã thông thường và tính năng Apple Pay cũng sẽ không hoạt động với Face ID. Ngoài ra, Apple cũng cho biết, tương tự như là Touch ID, Face ID sẽ không hoạt động ngay sau khi người dùng bật hoặc là mở động lại thiết bị, khởi động lại thiết bị, mà máy sẽ hỏi mật mã thay vì Face ID. Nếu người dùng không sử dụng Face ID để mở khóa ít nhất một lần trong vòng 48 giờ, máy cũng sẽ yêu cầu mật mã. Theo mặc định, Face ID sẽ tự động bị chặn lại sau 5 lần mở khóa không thành công. Để tăng cường bảo mật, Apple đã lập trình để iPhone yêu cầu người dùng phải nhập mật mã ít nhất một lần trong vòng 6.5 ngày. Đây là điều tương tự mà nhiều người đã từng gặp phải khi còn dùng Touch ID. Liên quan các vấn đề có thể gây ảnh hưởng đến hiệu năng của Face ID, Apple cho biết các loại kính râm và ánh nắng mặt trời có thể làm hiệu năng Face ID giảm đi một chút, chứ chưa thể khiến nó hoàn toàn không hoạt động được. Face ID hoạt động với nhiều loại kính râm. Nếu người dùng mang kính râm có khả năng chặn một số loại tia nhất định, có thể nó cũng sẽ chặn cả tia hồng ngoại của camera True Depth. Nếu đang ở ngoài nắng, người dùng hãy xoay iPhone X lại để mặt trời không còn ở ngay sau lưng. Với việc không còn cảm biến vân tay, Face ID không hoạt động hiệu quả sẽ là một khuyết điểm lớn đối với iPhone X, khiến người dùng phải nhập mật mã thường xuyên hơn so với các thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, cho đến tháng 11 năm 2017, những phàn nàn về hiệu năng của iPhone X ghi nhận được vẫn còn khá ít. Sẽ cần một thời gian để sản phẩm đến tay nhiều người dùng hơn, để có thể kết luận liệu có còn vấn đề nào đáng chú ý hay không, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin Hoa Kỳ. Chúng ta xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.